vị đến với bản tin dự báo thời tiết của VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn Đồng Nai đang lên nhanh và ở mức cao. Tuy nhiên thì trong 2 ngày tới, triều cường chỉ lên cao vào sáng sớm, ít ảnh hưởng đến đời sống người dân. Từ thứ hai tuần sau, ngày 24 tháng 10, thì đỉnh thứ hai trong ngày xảy ra khoảng là 3 giờ rưỡi chiều ở trên mức báo động 1, bắt đầu có thể gây ngập nhẹ ở những tuyến đường trũng thấp ven sông. Thưa quý vị, tiếp theo là thông tin thời tiết ngày mai. Ở khu vực miền Đông Nam Bộ, mưa muộn, từ sáng đến trưa sẽ có nắng nhiều hơn miền Tây Nam Bộ. Nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh và hầu khắp thành phố ở đây thì khoảng 30-32 độ, thời tiết dễ chịu. Cuối tuần, Vũng Tàu, một nơi có thời tiết ôn hòa, được xem là một điểm đến hấp dẫn. Ban ngày khi trời nắng nhẹ, bạn có thể đến Bạch Dinh để chụp những bức ảnh đẹp trên con đường Hoa Sứ. Còn về chiều tối, có thể có mưa. Gợi ý cho các bạn một địa điểm chụp ảnh trong nhà thú vị. Đó là mô hình nhà ướp ngược Vũng Tàu. Ở đây có 7 phòng chụp được trang trí với màu sắc và nội thất phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế. Không chỉ Vũng Tàu mà nhiều nơi khác của Nam Bộ cũng có mưa về chiều. Cục bộ có điểm mưa to trên 20mm là những khu vực màu xanh đậm. Xin được chuyển sang thông tin thời tiết biển. Trên biển, nhiều khu vực có mưa dông, trong đó khắp các quần đảo Thổ Chu, Phú Quốc, Côn Đảo và ra ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Mưa vừa làm giảm tầm nhìn, vừa tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật mạnh. Quý vị cần hết sức lưu ý. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Như Nguyễn kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên VTV9.